Savoykit đổi luật, Hiểu Minh bị loại, Minh Tâm, Khải Ngan, Minh Châu chưa chắc xuất top 9. Đêm thi mini show của đội Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Sương trong tập 10 giọng hát Việt nhí Savoykit 2019 đã khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ vì cùng lúc có đến 4 bài hát mới được ra mắt. Khải Ngan, Kiều Minh Tâm, Hiểu Minh, Minh Châu đều tiến bộ và có phần trình diễn trọn vẹn. Màn hóa thân vào vai người bà và người bố của hai huấn luyện viên tận tâm cùng với những hình ảnh gắn liền với gia đình, các trò chơi dân gian đã tạo nên cảm xúc âm nhạc đặc biệt chỉ có thể có tại giọng hát Việt nhí 2019. Dù hài lòng và tự hào với phong độ của tất cả 4 thí sinh trong đội, nhưng bộ đôi Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương vẫn phải tuân thủ luật chơi, bắt buộc phải loại một học trò. Trong phần đánh giá mini show mang chủ đề Tuổi thơ Việt, Kiều Minh Tâm nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên Hương Giang vì giọng hát nội lực và bản lĩnh sân khấu đáng nể. Trình diễn đơn ca vẫn đủ sức hút và chinh phục khán giả. Khải Ngan trình diễn ca khúc An, sáng tác mới của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương dành cho học trò có người mẹ yêu thương đang mắc căn bệnh ung thư, chiếm được tình cảm của hai huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh và Hương Giang. Huấn luyện viên Dương Cầm đánh giá cao phần trình diễn của Minh Châu và Hiểu Minh, dù cả hai có ít nhiều khuyết điểm về nhịp phách và cao độ mỗi lần hát ca khúc mới. Dù luôn nhắc nhở các thí sinh không đặt nặng vấn đề ai đi tiếp, ai dừng lại, nhưng cặp đôi huấn luyện viên Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương vẫn xót xa và khó xử khi công bố 3 cái tên có cơ hội lọt vào top 9. Cuối cùng, team Sinh Lung Linh phải nói lời chia tay với Hiểu Minh, cậu bé từng cây bão phòng số mặt, đối đầu với khả năng hát điêu luyện của những ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Khải Ngan, Kiều Minh Tâm, Minh Châu tạm thời an toàn nhưng vẫn chưa chắc lọt vào top 9 giọng hát Việt nhí 2019. Cuối vòng thi mini show, trong số 10 thí sinh được chọn của cả 3 đội, nhân tố nào có bình chọn thấp nhất từ khán giả sẽ phải nói lời chia tay Savoykit 2019. Đừng quên đón xem mini show của đội Dương Khắc Linh, Phạm Quỳnh Anh sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 9 trên kênh VTV3 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất về chương trình tại kênh YouTube Ngọc Ánh Nguyễn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!